tiền này 399 rồi, biết rồi, thôi nói nhớ rồi. Tiền nhà tháng tới nè, tiền cốc nè, tiền internet nè, đó rồi, rồi cái này tiền ông ba, cái nào ra cái đó thì tí đầu năm nào không có xuất tiền dĩ đoan, đầu năm không có ra tiền này nha, mới ra trước vậy cho nó xong rồi. Vậy xong rồi bạn ơi, rồi xong rồi, rồi cái gì đó, để ngày mai cho tôi đi chợ. Mai thứ sáu thầy muốn đi chợ. Chợ chứ à. thứ bảy mới đưa nó qua rồi. Có bánh thì ăn hồi nào, sinh nhật hồi nào vậy? Mới hôm qua. Nó sao đâu mà nó nhà đông mà sao nhiều vậy? Dạ. Đó. Mới hôm qua xong. Biết rồi, ăn cái nào một cái thôi chứ. Thầy ăn cái. Ừ. Nhà đông mà. Mời thầy. Để ăn đi. Ngồi ra này nó thoáng chứ trong đó nó cả đêm mà nó hầm quá. Hôm qua cũng phải đi bộ, sáng cũng phải đi bộ. Đi bộ lộn cái ghế này, lộn cái bàn. Không thì cái nào hư thì bỏ. Cái nào hư để lại ngoài sân mình chặt cây cũng được nếu nó chắc. Rồi mới lấy, chạy qua lấy cái xe đi ra đẩy về chứ đâu lên nổi bàn gì, mới nặng quá trời nặng. Rồi mới lấy cái xe. Bánh kem mà của Mỹ á, nó là ngọt lắm. Ăn không có nổi, của Việt Nam thì ăn được. Của Mỹ theo bắt chứng nhìn ăn cái gì nó cũng ngọt quá trời ngọt ha. Đột với cái rong biển. Làm cái... thầy sơ con ăn luôn nha. Ủa sao vậy? Con bịch quá. Con bịch. Con bệnh ăn này hả? Con ăn này. Con bịch quá. Con bịch từ hôm qua giờ. Con về con gặp thầy xong rồi con về có nằm lít con biết. Có thuốc uống thuốc. Rồi còn uống thuốc bây giờ đâu thầy. Về uống rồi bệnh nó không lây tùm lum nữa. Dạ. Con đâu có uống thuốc đâu. Con thì cho con ngủ rồi con điên à. Cái lây. Con gì cần ngủ ấy. Đang ăn bánh. Dạ. Ngồi bánh này bánh Việt Nam nè. Bánh Việt Nam hả? Nó đỡ ngọt. Được không thầy, ăn được không? Được. Nhưng mà thôi ăn ít nha thầy. Trời ơi cái này là đi tới luôn đó nha thầy. Bánh sầu riêng thì ăn được sầu riêng không? Bánh sầu riêng đó. Thầy ăn được phải không hả? Rồi. Vô xe rồi thầy, vô xe rồi. Thuốc ho và thuốc nam kìa. Con uống cái cọng cái kẹo ho con đưa thầy ngậm đó. Nó đỡ thầy, cái ngậm đó nó đỡ lắm. 20 bánh kem lận ăn nay mai rồi. Dạ 20 bánh kem ăn nay mai luôn rồi. Thôi ăn từ từ thầy, ăn từ từ đó để lâu được mà, tại đem tủ lạnh lâu được. Mai cái này mua đầy tủ lạnh đấy cho mấy đứa nhỏ nó qua nó ăn, kệ đấy, tâm lý mấy đứa nó về như thế luôn. Nhưng mà giờ 29 đi hết rồi. Thế hả? 59 đi hết. Thôi tôi nói, hãy về đi qua ăn lượt, về ăn lượt. Tôi không có buồn. Nó giống như, ví dụ như con cái năm về ăn làng đi ngoài đời á. Mà anh đây đứa này đi cặp, mấy đứa kia đi cặp buồn. 29 thì vợ chồng của Kim Anh trả vợ lên Tà. Còn vợ chồng Trung á, với vợ chồng Tâm thì nó đi lên DC. Là vợ chồng Tâm đi New York. Cái thằng này đi này nó không. Không đi New York đâu, New York phức tạp lắm. Mấy ngày này sợ nó thấp sự tới tay, nó chân vợ nó chứ sợ khủng bố á. Thôi tụi nó đi rồi nằm đi. Trung mới nói em, thầy tính về phải thầy nhẹ. Không đi, đi thi cũng không đi nữa. Thế à? Đi thi để khi nào tháng 3 thì mấy cô qua, cô Bích qua đó. Dạ, cô đấy có hoa anh Đào đi qua đẹp. Hoa anh Đào luôn. Dạ, đi vậy đứng được. Thằng với thằng ấy tới không thầy? Thằng Hạ nó có tới không? Thì bữa nay thì không tới thì thứ 7 vì mình đã nhắn tin vậy rồi mà. Đi không tới là cái phòng nó đâu có sử dụng được. Phải tới được cái phòng nó chứ còn lạnh, nó lạnh thấu xương vậy mà không có máy hết là chết luôn á. Phòng nào cũng vậy đâu, phải có chứ còn trên lầu thì xài cái máy
mấy mua mấy hít xài vô có rồi nhà. Nhóc mới hết cả đống xài đâu có hết đâu, dục còn dục cái nào hồi xíu mà cái máy hít nó đủ chưa thầy? Đủ, hổng tôi bắt thử rồi. Dạ. Trời ơi, nói chứ trải nghiệm thử hết rồi. Cái gì cũng vậy chứ, để lạnh bữa đêm rồi hỏi ông nói chứ lạnh là nóng thì cũng có thể quạt tay được. À. Chứ lạnh làm sao? Mà bệnh nữa chứ tội nghiệp tụi nó. Mà mang khí hậu gì kỳ quá trời. Muốn lạnh lạnh, muốn nóng nóng mà mới nãy nó ấm ấm nó giờ lạnh lại. Vâng, lạnh lại. Kỳ cục quá. Ba mấy độ, bốn mấy độ. Tối nay xuống độ. Hay là sáng là âm độ rồi đó mà sao tự nhiên nó được 2 độ. Thay độ xong hồi nãy nó xuống 1 độ, bây giờ nó lên 3 độ, nó chơi vậy đó. Yeah. Đó, nó là con bệnh ở vậy đó. Nó thay đổi nhanh quá, nó khác. Bây giờ này, hỏi ông tối ngủ cái gì? Bởi vì hả nóng quá thì chịu, thì nó khô người, phải cái máy xịt nước á. Mà xịt nước thì nó thấm vô cái đầu. Cho nên á, hôm qua đi bộ phải trùm này nè. Trùm dây nè, trùm kính mít vậy nè. Hồi về dở ra cái này nó ướt hết trơn rồi đó, nó mới khỏe đó. Thế hả? Bây giờ tôi biết là phải một cái áo này là vợ chồng ấy nó mua nè. Cái này là thầy làm xong luôn á. Nè, xong luôn á, đúng rồi. Hôm qua mới lấy áo này ra sử dụng nè. Sáng cũng vậy. Kính mít vậy luôn. Cái trùm cái này lên nè, ha, đó, trùm lên kéo lên rít lên tới cái cặp bút tơ cái gì cả tôi tới nè. Cái nó lạnh nó ra mồ hôi ướt cái đầu luôn. Kệ thấy nó chứ còn. Mà hả nóng mà không có bắt cái máy cái nước nó phun á. Vâng. Thì nó khô người, không biết cái khăn thôi. Cái khăn giặt thôi á, mà tối 8 giờ trước khi đi ngủ, tôi đánh răng, tôi lau mặt là tôi đi ngủ. 12 giờ tới kìa là cái khăn lông, bằng lông mà nó khô queo rồi. Thế kìa. Nó khí hậu này nó khô vậy đó. Thành nó uống gì cái mặt mình, thành ra phải cái khăn ướt lau. Lau thì 12 giờ, có khi tôi dậy tôi lau mặt lần nữa thì 3 giờ rưỡi sáng tôi dậy là khăn khô lần nữa rồi đó. Thế à. Thầy uống nước nhiều vô, thầy cố gắng uống nước vô. Uống dữ lắm á nha. Tối ngủ lúc nào nó cũng một chai nước, cái nước cao cao. Hồi đó, vợ chồng Tâm nó lại nó uống nè, nó bỏ nè. Nó cái chai đẹp đẹp, xài tới giờ này chứ thiếu gì chai mà cũng có duyên. Đúng là mình xài gì nó cũng có duyên với mình. Thiếu chai đẹp. Mà mấy này nó có tướng nè. Lo cài, cuối năm lo cài tới tay nè. À. Giờ tới tới tay. Nói chứ nên mấy trước cứ mẹ cứ đắm đuối vô cái chùa. Nào là bỏ chủ nhật là thấy 3-4 chủ nhật là mấy ngàn đô la rồi. Rồi đi qua đi lại cứ chùa tháng mấy trăm tiền cầu đường. Tiền cầu đường. Chưa kể cả tiền mua này kia, mình thấy nó nói giờ thì phải giờ này tỉnh ra phải cài. Mà mới tỉnh bao lâu á, chứ không tỉnh chết thì nên giờ thật sự tu đâu phải tới chùa thường mới tu đâu. Trời giái cho nó thủng thương đằng này coi tụi nó như anh chị vậy. Mà nếu mà mình giờ mình nói ra thì giống như thường thường cái gì mà mình tình thương nào mình nói ra nó không có ý nghĩa. Không, thành ra ai hiểu được hiểu thôi. Giờ đằng này cũng suy nghĩ vậy à. Ai quý mình thì mình giống như mình cũng thương vậy thôi, chứ mà đừng có thể hiện ra quá cái nó xem thường phải không? Nó chưa thấy nói và nghe cũng tội nghiệp. Nên này cũng không có lôi kéo, không có rủ rê ai. Ai đến thì đến vậy thôi. Nhưng mà suy nghĩ cũng có khi suy nghĩ sợ mà mấy cái vị mà đến mà nó quậy đó, nó quậy gì nó nói qua nói lại nó tới luôn mình nhức đầu thôi phải không? Còn hai vợ chồng này thì nó không có phiền não. Chỉ sợ mấy cái đám kia cái đám mà ăn no ở không á. Cứ đi tới mà tôi nói cái chuyện kỳ này ai tới không có nhắc gì cái chuyện chùa chiền của người ta nghe. Phật tử tôi nó trong sạch, nó qua đây chỉ với cái tấm lòng mình thôi. Tới đây không có nhắc cái vụ chùa này, chùa kia, chùa nọ phải không? Bởi vì mấy đứa nhỏ đâu có biết gì đâu nó. Mà nói thẳng là tụi nó biết hết rồi, nhưng mà có cái là nó không có biết cái chùa này. Nó chỉ biết cái chuyện xung quanh nó xưa giờ chứ chú Trung thì nó cũng làm ban trị sự mấy chùa chứ ít đâu là biết hết tổng trong bên trong rồi Tâm thì nó đã từng chứng kiến cái chuyện này giáo hội giáo hè, tuy nó nhỏ chứ nó cũng đã từng thấy biểu tình thấy kia, nó cũng kể cho mình nghe hết rồi. À, hôm qua vợ chồng chú Cung gửi lời thăm cảm ơn ông, cảm ơn ba rồi.
thấy cười lắm. Mới vừa nói xung bụng đấy, tại vì á hai vợ chồng đi về ghé Miraland chơi mà mình khi người ta đang ngồi đó với chuyện với bạn bè mà mình gọi nó kỳ, rồi rủi bạn bè ta hiểu lầm đấy, thầy chùa gì mà tối ngày cứ điện Phật tử bộ chắc là ông này ông nhờ giỏi hay kia, mình cũng ngại cho nên tôi không có gọi. Thì sáng hôm qua đó thì tôi nghĩ là thế nào cũng mười hồi lúc một hồi lúc gần 3 giờ ở bên này đó, thì tôi nghĩ là chắc chắn là giờ này cái gì cái phải đi về rồi. Bởi vì về từ ở Vinaland về tới ổng 5 tiếng nữa, từ đây lên đó 5 tiếng, từ đó lên 5 tiếng nữa, 10 tiếng. Mới vừa nhắn vô và điện thoại đã gõ cái mã số tên thí dụ cho tên Hạnh là bị tính gọi cho cô vợ, tại vì chú đang lái xe đó. Mới vừa gọi tiếng Hạnh định bấm thì cô gọi tới trời ơi hết hồn vậy, cảm ứng đạo nhau. Hôm nay vợ chồng cũng mới vừa vô tới nhà nè, rồi con điện cho thầy hai thầy mừng, tôi nói là tại vì tôi không có lo như các người khác, là tại vì hai chồng vừa là đi có đôi có bạn cho nên tôi không có sợ ngủ gục lên đường, thứ hai nữa là vợ chồng cũng lớn tuổi rồi cho nên đầm thắm đâu có như mấy đứa nhỏ mà nó chạy lo sao tôi không có lo cho nên tôi không có gọi. Rồi nói thầy cho đồ ăn quá trời, tôi nói là cái vỏ tôi đá để dành ăn ở trển nó hiếm hôi hơn. Rồi chào cho đằng này mấy cho một số tiền mới, tiền thấy giấy mới đấy thôi, giống như từ hồi có tủ sắt này là không có để vô đây, để vô không có xài nha. Ông đi ông đổ cho tôi mấy cái tiền giấy đồng 2 đồng 1-2 cọc tiền mới để buồn tôi dỡ tủ tôi lấy ra tôi điếc cho đỡ buồn không. Giống như người già vậy đó, lấy tiền ra điếm, tiền đồng, tiền 2 đồng thôi, đổi cho tôi vài cọc ấy. Kệ, giống như bây giờ mình giống như người già vậy, cứ có thấy ngộ lắm đó chứ. Năm rồi còn mấy tờ giấy 2 đồng cứ lấy ra coi hoài chơi vậy đó. Đúng là nó là mạch máu mà. Tiền là mạch máu mà. Cứ tôi bỏ vô cái hộp, tôi lấy ra tôi coi chơi, tôi cầm, tôi coi cái series của nó, coi này kia kệ. Thầy có cái thú đó hả? Không thì nó tại chứ vợ không, ông nghĩ cái đi con ra vô không biết làm gì phải không? Thì khi nào mà tình cờ mở cái tủ ra đó, chứ không có mở cái tủ ra thì đâu có không đâu phải. Nhưng đó cho nên là tháng sau là tôi đã ký hết mấy cái chép rồi, nghe là tôi cứ qua mùng tôi mới nói với tiền bạc nữa đó. Vậy là 31 chú Thanh là mà nếu qua kịp gặp ông thì ông đưa tiền nhà ra ông lấy, tôi bộ vô còn không thì phải qua mùng á. Tết âm lịch cũng vậy mà, Tết chỉ có lì xì là tôi sức tiền thôi nha, chứ còn mà tiền gì mà xài này kia là tôi không có sức à. Rồi. Vui chơi thì ý nó vui chơi là từ mình thâu vô chứ không cho ra vậy đó. Ông uống đi, uống nước cho mình hiểu vô đi. Dạ con đưa uống cái này, con đưa uống cái này. Rồi thấy nắng làm mấy cái rong biển, mà thấy không, rong biển ai mua cho thầy cái này đó, từ bên mấy đứa đó bên Việt Nam không, mấy ông gửi qua nè, rồi Việt Nam đấy, nhưng mà sao giờ nó đỡ, nó không có cát như hồi xưa, không có cát hồi xưa, nhớ xài mấy người nó cát dữ dằn lắm. Rồi mai đi mua gừng và ướp rồi biên cái danh sách ra đi. Thầy biên chứ thầy nhớ không nổi đâu. Con nói trời thầy nhớ không nổi đâu. Nhớ. Ví dụ mình định nấu gì nhớ. Nè, yeah, thầy biên danh sách ra cái gì. Thầy ngồi thầy biên nó chắc ăn hơn. Thầy cậu danh sách cho thôi. Nhớ chứ. Chứ không nhớ được đâu, đi về đó. Thầy bảo ông nói. Không bằng mấy đứa nhỏ nó không ăn bao nhiêu đâu. Nhưng mà đều cái mua chơi vậy chứ mua làm mấy cho em đó. Cái đứa nó đi đem về biếu cho bố mẹ rồi vui vậy thôi, tập cho mấy thầy em. Thầy ta làm cái cá gó. Cá bún. Cá bún của thầy á, làm cho thầy lâu được mà. Họ mới bịt thêm rồi biếu cho cô chú, tại vì đang không có em nhỏ họ rồi mua nhiều lắm cho nên phải đi mua lại bịt thêm á, à, thế lại hả? biếu hết rồi, tại vì trận nó hiếm mà họ sẽ sẵn lần đi xuống chứ đây mà mình có gửi lên đi chăng nữa nó cũng mất tốn tiền nữa, nó không tốn không nói mà nó nhỏ nhẹt rồi nó chảy nước ra hết rồi, sẵn đi về đêm mai này đi mua luôn đi. Nó làm số tối qua đi bộ về
cái rồi lại Phật xong cái ngủ quên, ngủ ngủ ngon thiệt ngon. Giật mình tới giờ tới trời ơi, chắc sáng rồi, thấy thấy sáng sáng rồi, ai ngờ mới 8 giờ 10 phút à. Ngủ ngủ ngon cả tiếng đồng hồ, ngủ thiệt là ngon, không có giật mình á. Giật mình tới dậy nó sáng ơi. Ai mà mới 8 giờ 10 à. Đó vừa cái là dậy dậy làm gì? Cái đi xuống uống miếng nước xong cái đi vòng cái đi nướng đi hâm mấy cái bánh dừa đó. Không đi mua cái bánh dừa đó. Mà ông coi nó chơi nó cũng gian manh nữa. Bốn cái mà thiêu hết hai cái rồi. Nó chơi vậy đó, nó chơi nó bỏ hai cái thiêu vô vậy đó. Cái bánh dừa Việt Nam với bánh dừa không? Bánh mà nó gói một cái lá dừa nữa. Bốn cái mà thiêu hết hai cái rồi. Sao thầy biết? Để người thế à? Ăn nó thiêu rồi thì bỏ chứ, ráng ăn chút xíu rồi bỏ chứ, giờ nó thiêu sao ăn nó nhớt, nó chơi vậy đó. Hai cái ăn thiệt ngon mà hai cái nó thiêu. Đây là lần thứ ba rồi đó, mà nói cũng mua à. Chơi giống như nó khi nó bỏ bánh mới vô nó lòn cái bánh cũ vô á. Nó điểm lắm à. Bởi vì chứ thiệt, làm ăn mất uy tín hết trơn á trời. Đó thì vừa rồi Việt Nam có cái kit thử Covid ấy. Trời, nó làm đồ rộm không chết người ta. Từ thằng trên thằng dưới này, Bộ khoa học, Bộ Y tế, thằng nào cũng đồng ý cho bán hết. Mà thiệt tình nó lậu. Nó không đủ tiêu chuẩn này. Chết quá trời chết. Chết luôn à. Đó, mất hết uy tín á. Bộ này bộ kia công nhận mà thầy. Mà thiệt tình là nó lậu, giờ kiếm không ra nó nữa. Bắt thằng sếp rồi. Không có nhà máy. Nó làm tầm bậy tầm bạ. Chết người không? Mà trong khi thôi là để mang tiếp hả? Dạ, vâng, đầy đủ rồi, phải ăn vậy nào. Nhưng mà không ngọt cũng được. Đúng ăn mà. Được chứ thầy, ngon đó phải, phải ngon đúng không? Mà sao mà nó nhà đông mà sinh nhật cho lần này dữ hả? Phải không ăn hả? Nó mua hai cái lượt. Ồ, như thế, à. Mua hai cái lượt. Đây hả? Mà thầy ăn được là được mừng rồi. Tại vì đồ không, Việt nó đừng có ngọt. Tí đồ Mỹ đồ không? Đồ Việt Nam mà. Bánh sinh nhật Mỹ đó thì không ăn. Tí là lần này ăn ngọt. Nhưng mà cái ngọt nó vừa phải thôi. Bánh Mỹ đó là thấy nó sợ à. Nè. Chứ miếng mà trò mà thích ăn bánh đó nó chết á. Mai là không thích uống nước thích ngọt rồi của Mỹ đó. Cũng may á. Chứ... Coca Cola rồi rồi đâu có uống đâu. Chứ mà nếu mà đằng này mà thèm mấy cái đó nữa là tiểu đường tới tấp. Cái thuốc tiểu đường ông đưa đó ba hũ rồi dồn lại hai hũ. Đâu mà mốc ai gửi cho người ta. Tại vì đề ra rõ ràng vàng. Thuốc bở tới tháng không lấy đi là tôi khổ lấy của tôi là nhiêu tiền tôi đưa cho. Nó có thể viên đó đúng rồi đó. Nhưng mà giờ nó ra lộ viên nhỏ đâu lấy kỳ này coi nó phải viên nhỏ không? Mà không có đi khám không đấu không? Vì không đấu sao mà ra cái to mà như cái viên của đằng này có cái trúng không? Biết không? Tại vì có cái tên có đúng không chứ? Cái tên có đúng không? Tôi này... chỉ có, tại vì cái phần lượng nhiều ít của con nặng lắm. Không còn thì đằng này 470 cho tới 650. Đấy hả? Ông 450 thì đúng rồi. Đó, còn nặng lắm chứ không phải nhẹ đâu con nó thật. Nên thầy chứ xài cái đó đi. Mà hết bây giờ thầy bảo con. Không cứ lấy đi cho nè. Đấy hả? Dư cho đằng này cũng bớt uống rồi cảm thấy đi. Giờ uống người rồi. Người ta có uống được không chứ thầy cho bệnh người ta tanh lùng bá ngựa cho tài tội lắm à. Được, bên Việt Nam mua tới 50.000 một viên lận. Được. Kệ đi. Sáng tôi giảng tôi nói ngày nào mà mình không làm được điều lành gì đó, trong lòng mình ái nái lắm, kệ đó. Như thí dụ chuyện hôm qua tôi kéo rác, cái hồ nó đổ xong mình kéo vô mình cũng làm điều lành như đó lúc nào. Dạ, dạ. Rồi cái ngày mai thứ sáu đi cho chim ăn, thì không có mấy con chó nữa thì đi cho lại mấy con chim. Không có nhiều để dành tiền cho mấy con chó. Thấy nó người ta đâu có cho ăn nhiều, nó cũng đói mấy con chim. Nó làm sao mà cứ mình không có tu khỉ khô gì, mình cứ đó, ngày nào lành, kiếm điều lành mà làm. Dạ, cứ vậy thôi, tránh nhát làm lành có vậy thôi. Là yên tâm thầy thấy bình an à. Thầy để ý coi, thầy làm được điều lành cái yên trong người thầy thấy thoải mái lắm. Không phải lo sợ cái gì hết. Mà đừng có chê điều lành nhỏ nghe. Ừ, giọt, điều lành nào cũng làm như giọt nước tuy nhỏ, người ta thấy Đức Phật nói giọt nước nhỏ nhưng mà nhiều lâu ngày là cũng đầy chậu á. Dạ. Cho nên cứ đừng có chơi việc lành nhỏ. Tốt.
Nếu vậy thì được vậy càng ngày. Nói chuyện hướng dẫn Phật tử thì lúc nào cũng nói thì nghe hồng hồn, nhưng mà lúc nào cũng nhắc nhở điều lành. Mình tán là sắp hết rồi nè. Để đi mua không? Không, không ngon. Để cô Kim Anh cũng đem qua ăn số rồi. Rồi để cho nó bớt dịch ra, bớt dịch nhà bên bà mẫu đằng này đó, bà đặt thẳng luôn. Nó dày vậy nè, mà nó béo, mà nó có gừng, mà đằng này không muốn ăn mè. Biểu đừng có để mè. Nó làm mè mới ngon cái này, mè mới thơm chứ. Không, mè để lâu nó hôi dầu. Ờ, để hả? Mình ăn, ví dụ mình đặt làm cả trăm bánh, mình ăn. Nói chứ ăn bữa hai bữa rồi nó ngán rồi, lâu mới ăn nó lại, chứ đâu phải mỗi ngày mỗi ăn. Nó hôi dầu. Kẹt lắm mà nước cốt dừa thì được. Giờ mua cái bánh hồng á, mà bây giờ á, hỏi hai ba người nó nói bánh hồng giờ nó không phải như ngày xưa. Ngày xưa không nhớ là quết in rồi cái khi đi phơi xong rồi á, nhớ không, gỡ nó ra xong rồi phải thắt nước đường nhúng nó vô mới đi phơi lại, thì khi nhúng nó vô rồi á thì nó lại là khi mình nướng nó chùi ra, nó bự phùng ra đó. Còn bây giờ nó không có làm đó, giờ làm bằng tay bằng máy không mà, chứ đâu còn như ngày xưa. Ngày xưa mỗi lần mà tết với bánh phòng á, làm hình vậy đó. Rồi nhớ đó, nhớ bà ngoại đằng này là bà chiên vậy đó nghe. Cái ngục người quết, bà lấy cái tay bà dùa vậy nè, mấy bà xưa đó gọi là dùa đó hả. Dùa theo cái cối vậy đó. Bà cái cối phải chứ thôi dập ở đông thấy mồ á. Cái cối trước khi mà quết đó là phải mài. Hồi xưa là nhớ lấy đá mài, lấy cục đá xanh mài, chứ làm gì có đá cho bây giờ mài đâu, nhớ không? Phải nhớ là ông bà mình hồi xưa sao cực khổ quá trời. Lấy đá, cái lấy cục đá đó, mà chịu khó mà cứ vậy mà nó ăn nó ngon hả? Giờ mình bà, chơi luôn. Nó đói này rồi, đói. Con nói giờ hồi xưa đói nhiều. Thầy gia đình, thầy may có ăn có đẻ chứ còn đa số đói lắm thầy. Làm ngày nào tính ngày đó thầy ơi. Không tính. À. Trời lạnh giờ mà ăn cái này là nó có cái miếng mứt dẻo, mứt gừng á. Mứt gừng đu đủ á. Cái để vô đây là găm mà bánh phòng ăn ngon. Nhưng mà mày nói với bà mẫu rồi, mẹ đừng có đi đặt lúc này nghe, bệnh dịch đừng có đi. Tại vì nó bệnh dịch quá rồi mấy đứa em nó không cho đi chợ. Nó thôi, đừng nào hết dịch đi, hết đi bớt đi. Chứ đừng có nghe đằng này nói chứ có thèm khác gì đâu. Ý là nói nhớ cái trời lạnh thì nhớ mấy cái món vậy đó. Nhưng mà nó thay gì đó, họ đổ cái bánh tráng bự rồi nè, thì mình bỏ cái bát cơ quay nó không vừa, cắt làm hai thì bây giờ thôi đổ riêng cho mình cái bằng cái dĩa vậy thôi. Nhưng mà nó dày. Cô Kim Anh cũng làm cũng ngon. Yeah. Nhưng mà tại vì trời lạnh có đâu làm được, cô nói còn mấy chục cái có sách qua cho thôi. Chứ còn một bị gì đó là tà cũng như mình vậy thôi. Nó là tà cũng như mình á. Cũng vậy nhớ. Cái bánh này là của miền này, nó lai miền Nam, thật sự nó ngon. Nè, con thử cái miền ngoài nè. Bánh này đúng không phải bánh nướng. Thử coi. Không, bánh đâu phải nướng đâu. Bánh đó là bánh nhúng kia, là mấy ông thầy người đời họ cuốn họ ăn giống như bánh tráng kia vậy đó. Thấy không? Thành ra mình nướng nó đâu phải bánh nướng. Mới là mình soạn hết cái thuốc lại. Thứ nào còn đá thì để hết, đá là dục để làm chi. Rồi cái nào không rõ thì bữa trung xuống mà nó có rảnh thì nó làm cho bệnh viện nó biết coi. Hoặc là khi nào không coi ông mắt ông là mờ, chữ nhỏ quá đâu có thấy đường. Nhưng mà cũng bỏ hết số rồi, lâu quá rồi, mấy năm rồi. Bỏ hết số rồi. Tôi lại coi uống bậy bạ rồi kìa ông ta. Vâng, đúng rồi đó. Nhà còn đá rồi thì gửi cho. Rồi mấy cái họ mà khổ quá đó. Mấy cái người mà mấy đứa nhỏ nó lưu dấu hết rồi, nó làm dấu á. Cái họ mà tao quá khổ á. Gần Tết biểu tụi nó rảnh, nó lại nó biết thêm người chục ký gạo. Nếu mà Phật tử có cho tiền thêm á. Như bây giờ lần này nguyện ai cho lần này trước phần trăm ra vui, trước ra cho người ta, đó là cái lòng của mình.
À, giờ không nói trước, nhưng mà chắc phải làm số. Những gia đình mà cùng khổ quá đó, mà nó chỉ biết nó chạy tới đó, nó bỏ nó về cũng được. Nếu mà sợ bệnh dịch á, mấy người mà tuốt ở trong mà hẻm hóc, có những cái gia đình phải lội qua, rồi người ta không có đi ra ngoài lộ được nữa, người ta đi ngang đất của người khác rồi vậy đó, người ta khổ quá đó. Lại mua cái gạo bây giờ nó rẻ lắm, nó có 13.000 ký à, đoạn 130.000 chục ký á, là 130.000 là nó có hơn 5 đồng đô à, 5 đồng đô là 115. Kệ mình không nói nhiêu nữa, có bao nhiêu mình cho bao nhiêu. Có 10 phần, có 10 phần, có 20. Giống như là tấn gạo giờ nó 5, coi như 550 á. Tấn là được 100 phần à. Thì đây là mình trong, đây là mình cúng dường, mình biếu phụ. Chứ không phải mình làm từ thiện đó, biếu phụ. Phụ là thấy những gia đình họ khổ quá đó, mình biếu phụ thôi. Nếu được 550 thì được, được 100 phần à. Quan trọng mấy đứa nó có chịu đi không, có tội nghiệp đó kia đó. Dịch bệnh gì mà tràn ngập luôn. Cỡ của Úc Hoàng là bây giờ hết đi được rồi đó. Thế à? Nó lây tùm. Thế sao cô tài người tình cô đấy rồi? Bà đi mấy bà ra hơi, bà leo ra hơi, bà ra cổ có ra hơi, có leo ra con đóng kính mít còn xuống tới ngân hàng đâu có sao, mà đi qua đi lại xã giao tròm sớm rồi đó. À không được ai, nó không có còn thoải mái, không phải cấm mà nó lây tùm lum tá lả, ai cũng đâu có dám, ai dám giao dịch với ai. Đó thì ngân hàng thì bịt mũi đi, chứ mấy người doanh nghiệp người ta chích hết rồi, ta đâu có khe. Cô chích chưa? Rồi chứ dễ trời, cổ giao dịch mạnh mà dễ à. Bác sĩ mình già rẫy rồi, bác cần thuốc gì mà còn đi loạn ngã sao cho bà được. Mấy người doanh nghiệp ở Việt Nam thì vậy thôi, mấy người ta có tiền có thế à, tới đời nè. Hát là thử bánh này nè, nó lai lai miền Nam nè. Bánh đó là nó không có béo, bánh này hơi béo một chút. Mới lấy mới soạn này ra mới thấy này chứ không cho cô bảy số rồi đó. Thế hả? Ừ, ông đưa cho bà lòi ăn bánh này nè, không cho đưa đó, ông đem về đó. Mấy trái cây nó còn mới thôi, không có khỏi mua lại. Ngày mai mấy giờ ông? Là ông đi chợ xong ông mới lại đây cho nó dễ ha. Ông không có hối hả? Hay là lại đây như thường lệ? Như thường đi cái chợ đó, chợ ông Tàu á, chợ đó dễ mua. Thằng này đi thích cái chợ đó à. Thế hả? Dạ. Yeah. Chợ ơi xà nó đông đúc, chen lấn mà đó. Một là khe chợ các ranh mát gì đó. Ranh. Hai là chợ ông Tàu đó thôi. Chợ ranh mát thì nhiều đồ hơn chứ này. Rồi, không, nhiều đồ không có đồ heo. Đó. Hết bán heo mà. Hết bán 10 căn à. Thế hả? Thêm mấy người cá họ không bán nữa, mà mình mua mấy cái loại mình cần mua. À, họ bán ra ăn tàu. Ăn tàu có. Nó có nguyên cái tủ vậy á. Ừ. Rồi ông tàu thì có bán hem, mấy người căng. Dạ. Ok. Mai đi, mai con đưa thầy đi. Mà heo á. Hem thì chợ ông tàu rẻ mà chợ ông tàu mắc. Mì căng á, thì chợ ông tàu rẻ mà chợ ông tàu mắc thì ngộ bất tử vậy đó. Chợ ông Tàu tới 4.29 đồng, còn chợ kia 3 mấy à, mì căng á, cục mì căng á, ba cục, bịch 3 cục 3 đồng mấy, còn chợ ông Tàu tới 4.29 đồng. Chắc có cái giò, cái dẹt cái mắt. Còn hem á, hem nhão thì chợ kia 10 mấy đồng hả? Ở chợ ông Tàu thì 9 đồng, 8 đồng, 9, 9, như 9 đồng. Nếu mua hai môn thì làm bì tiếp. Nó có mà, thằng Tàu nó có hai môn. Sắn thì có 2 củ bự rồi. Nếu cũng vui. Qua tới tay này làm gửi biếu cho cái Phật tử nữa. Ai ăn cái gì cũng chịu quá.
Rồi biếu nữa cho tan nhà. Nhưng mà cái bưu điện này nó chơi mánh mà ông ơi. Ông kiếm, ông có ghé bưu điện rồi, ông coi có cái thùng mà loại thùng nhỏ vậy không? Không phải mình tiết mấy đồng, nhưng mình gửi không có nhiều món, mà quất thùng 16 đồng nó uổng, thay thùng 10 đồng thì gửi vừa đó. Có cái thùng nhỏ 10 đồng hả đây? Dạ, mà miền Đông Bắc này nó ăn 10 đồng. Còn mà ngoài miền Đông Bắc này đó là nó quất nó cân ký đó, chơi nó ở mình tính không có lại đó đâu, tính phải biết, phải hiểu từng cái đó. Nếu mà ngoài cái miền khu vực Đông Bắc Hoa Kỳ này đó, là nó cân phao, nó cân ký đó. Còn mà thí dụ như nội miền Đông Bắc này thì cái giá nhiêu đó là nhiêu đó à. Chơi vậy đó, mà trời mình sao công nhận á. Ở Mỹ này mà hạ sảy cái là tính không lại đó. Tính không lại. Mà tôi ngồi tôi nghiên cứu dữ lắm đó. Nghiên cứu mà không lại. Mà còn không lại đó. Bị hoài đó chứ. Nè. Ghê mấy. Nói cha của thiên hạ đấy nghe thầy. Tôi tất cái mình mà tôi cãi không được. Nó chơi, ví dụ nó bán đồ chai á, đồ mà loại mà cái túi đồ chai đó, cái túi mà nấm chai mà nó làm cái organic giống như cái nấm mà tôi hay mua trắng mà nó làm cục á. Nó để là 7 thay gì là 4 đồng bịch thì bây giờ nó chơi là nó xuống là còn 3 đồng mấy bịch, là nó để 2 bịch 7 đồng mấy thì mình nghĩ mình mua một bịch thôi. Tại vì mua 2 bịch cái giá đó. Bởi vì tôi bị hoài là mà tôi nghĩ hai ví dụ như vậy đó. Rồi ví dụ nó để cái gì đó là 4 đồng 2 chai. Dạ. Thì mình mua một chai thôi. Phải mua 2 chai với 4 đồng. Trời ơi. Nó rõ ràng nó đầy ra đầy đó. Là 4 đồng là phải 2 chai. Và 2 chai. Tôi biết là hèn chi tôi về tôi thắc nó tôi tức hoài nữa. Ủa tại sao mà nó để như vậy mà bây giờ mình không biết tiếng Anh không cãi nó được thì 4 đồng hai chai thì mình mua chai 2 đồng. Vâng, đây là tiếng Việt ở đây nhưng mà đây mà nó tính đấy thì chưa kể đây thầy nó còn đấy nè, thầy mua một cái nó cho thầy một cái free nữa, có cái đợt đó hèn chi đó. Tôi về tôi tức, tôi cầm vào là xếp tôi tức, tôi nói ủa tại sao kỳ đó. Mình đòi đi kiện đó mà kiện sao người biết tiếng Anh tại kiện tại hả, 4 đồng hai cái là phải mua hai cái với 4 đồng làm gì làm. Chứ mua một cái thì một cái thì nó tính ra cũ á hèn. Đúng rồi trời ơi, thôi mấy thằng Mỹ ơi thì đó, nó ơi nó muốn bán đồ mà nó chơi vậy. Thí dụ mình ăn không hết không có trắng nữa thôi, chuyện của thầy ạ. Cái đó giật của thầy. Giống như kem đó, kem nó để rẻ vậy tôi phải mua hai cái rồi không? Bây giờ tôi sai với chú già với do tôi để không? Tôi đưa ông có cái thôi, giờ đâu ăn nữa đâu. Đó, thì đấy không? Không ăn được, bây giờ bệnh nó sao không ăn được. Nó ngán gần chết luôn. Thấy nó để hai cái vậy, mình thấy ham hốt hai cái. Rồi sao ăn nổi? Nó thấy chưa? Tại sao đúng đó, nó để cái gì đúng như vậy? Hèn chi mình mua một cái thì tính là vậy, là mình mua một cái là 2 đồng. Mắc. Hả? Nó mắc lắm, nếu mà một cái nó tính giá cũ của thầy mắc lắm. Trời ơi. Cố tình nó dụ thầy đi 5 đồng 3 cái. Đi thì lấy 3 cái ạ. À. Lấy một cái không được đâu. Chơi vậy đó. Ơi, nó bán đồ mà. Nó quảng cáo nó bán trời đồ. Trời hèn chi. Thôi tôi về tôi suy nghĩ tới ở Mỹ rồi sao nó nói láo. Không có láo. Nó láo tại sao? Mình không làm đúng nó thôi. À, lại là mình không làm đúng. Đúng. Không làm đúng cái điều nếu mình mà thí dụ 5 đồng 2 cái. Dạ. Hai gì là 3 đồng 1 cái là 2 cái 6 đồng. Vâng. Để bớt mà, đi đập, nó bớt là bà nước mua hai cái. Dạ. Còn bà mua một cái nó không có dụ hai đồng rưỡi. Tại cố thì nó bán hai. Hèn chi. Tôi tết cái mình mà khó khi hơn nữa. Thí dụ như 3, 5, 6, 3 đồng cái nó còn thế nữa, nó còn hơn nữa. Thì đó thầy biết rồi. Thầy theo làm đúng như vậy nó. Tôi mới... Nó đầy rõ như vậy thầy không có gì. Nó không có lừa gạt thầy. Thầy là làm trái gì nó không lừa gạt thầy thế nào hết. Nó không có lừa gạt. Thầy tra địa chỉ nó không được. Nếu mà nhớ mua dùm rồi máy lóc nước nữa. Mai đi mua luôn được không? Được. Ủa mà ba ghé mua đâu? Mua là chợ lít. Dạ. Ông thêm mấy lóc nước. Dạ. Trời hèn chi mà tôi ngồi tôi tức hôm nay nó để nói với ông mà tôi quên. Tại sao nó để như vậy mà mình nó bán mình vậy mình đi sao mình không đi kiện nó được hả? Dạ, phải rồi. Hả 5 đồng 2 cái là phải mua đúng 2 cái đó mới 5 đồng. Vâng. Chứ còn một cái là vậy. Tính 6 đồng ạ, 3 đồng ạ. Ba đồng thế nữa đó, hiểu rồi. Dạ. Bởi vì tính không lợi Mỹ đâu, không phải nói cái... cho rõ ràng là tại tài như tài tiếng Việt tôi thấy dụ như hỏi ông nào giờ tôi
có mình tôi ăn không hết cái chân của thầy à? Cuối cùng tính già ra nó mua vậy để đi dục ví dụ như tờ theo đi đó mình không có tờ theo cho mình nói vậy đó nó sell tờ theo nó để là 5 đồng 2 pound mà thí dụ giờ có mình tôi là 1 pound ra còn hết lấy đâu 2 pound luôn chi 5 bạc để nó chơi không chơi thầy vấn đề của thầy không phải của nó chỉ biết bán đúng theo cái giá gì nó đẩy lên nó đúng như vậy thầy không có sợ đâu hèn chi tôi thắc mắc hoài nè thắc mắc hoài nó tức cái mình thôi giờ biết rồi hiểu rồi. Ê, nó chơi vậy cái thùng bưu điện cũng vậy nữa 10 đồng mà nó chơi là nó để thòng một câu là ngoài cái địa khu vực á giống như dịch ra là ngoài cái địa phương đó miền này nè là nó tính bằng bao mà mình không có hiểu bởi vì mình không biết tiếng Anh rồi về mới suy nghĩ thì mình mới rút kinh nghiệm hỏi chứ nè đằng này nhưng mà mai là sao mình hỏi nó hiểu hỏi nó why $10 nói sao mà sao kỳ vậy bởi sao vậy cái nó bên đây Maryland Philadelphia New York Virginia $10 còn Texas Cali Arizona rồi nó nói vậy đó mà hiểu rồi em dài dài dễ hiểu thì con coi gặp cái bưu điện nào mà nó có 3 cái thùng nhỏ lấy cho thầy thùng nhỏ tại vì có chưa bưu điện nó có cái không có thầy không biết không thì bưu điện bưu điện này nó không có nó làm biến bưu điện này nó làm biến như lắm mà gặp cái con Mỹ đen nữa mình nói xin lỗi chứ làm như mình dị ứng với nó là sao á cái mặt của nó không bao giờ nó nhích được cái nụ cười cho mình hết trơn á mà nhiều con Mỹ đen thì nó cười hố hố hoài à mà bữa nào mà ra gặp con đó rồi cái này về không có làm ăn gì được hết trơn nó không có nhích nụ cười hả mà bữa nào mà đi bưu điện mà gặp nó thôi tôi không có ghé lấy đồ từ thiện luôn nữa thấy cái mặt đó rồi cái tới chỗ từ thiện của Mỹ đen nữa là thôi tôi đi về luôn tôi không à nhịn đói bữa đó đó nhiều con Mỹ đen sao mà nó không nhích được nụ cười không biết đúng ra thầy có thể là chuyển được cái thành cái tâm không phân biệt lắm không phải là nói tại vì nó đã xấu rồi mà nó còn đóng phiên ác như vậy thầy được phân biệt đó thầy thấy thoải mái lắm không phải mà nó không nở nụ cười đâu mình không có biết theo lẽ nó hép mình nó giúp cho mình nhiều đứa thiệt công nhận bởi tại sao mà ta cũng kỳ thị là vậy đó nghe còn nhiều đứa nó vui vẻ nó hết lòng nó lúc nào nó cũng nở nụ cười đúng ra đó bởi vì ở Mỹ này phải tuyển chọn những cái người mà làm á là phải lúc nào cũng nở nụ cười nó mới thì cái tiệm đó nó mới phát triển được thành ra cái bưu điện này đâu có phát triển không thấy không không phát triển cái năm thứ bảy nó đâu có mở cửa và đó ông để gặp nhân sự vậy làm sao ai muốn gửi thứ bảy ta rảnh ta chạy bưu điện khác chứ vô mặt nó một đống vậy sao muốn gửi thiệt nói chứ vui lòng khách đến vừa lòng khách đi chứ đó là cũng là cái để mình rút kinh nghiệm chùa mà gặp ví dụ như chùa chiền mà tới gặp cái người mà mặt một đống vậy không nợ được cười ai tới bây giờ ông đi làm hả dạ con đi làm